sinh viên hầu như không còn, đặc biệt là cái khuôn mặt của mình bây giờ nó không gọn hẳn như là đi ra với mọi người. Và đây cũng là một trong những cái điều rất là vui, rất hài lòng của mình đối với dịch vụ BB Thanh Mai. Khi mình làm mấy công nghệ nâng cơ với lại xóa nếp nhăn á, mình cảm thấy nó rất là đẹp. Trước thì da mình nhăn chảy xệ, là hai bên má nó có nhiều rãnh á, rồi đuôi mắt nó lại có nhiều nếp nhăn, trên trán nó cũng nhăn nữa. Sau khi mình làm mình thấy nó là hoàn toàn biến mất, da nó căng, khuôn mặt mình nó gọn, không có còn chảy xệ, không có còn thấy mấy cái rãnh nữa. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,